máy tiện đứng Okuma ACT V3R. Mình quay cái video cách hướng dẫn sử dụng máy này. Thì đây là ô máy này, đây là ốp máy này ha. Còn đây là nút start, đây là nút stop ha. Đây là nút ready, MC stop. Đây là nút thay dao tay. Thay dao tay ha. Còn đây là nút đóng mở cửa tay. Rồi, đây là chạy trục chính ha. Đây là chạy thuận nè. Đây chạy ngược thì hay đó ha. Nhấn dự. Còn đây là chạy nhấp. Đây là dừng. Mình bật cái này lên á thì cái phít này nó ăn theo. Mình nhận cái này lên cũng được 120%. Còn là phít gió, phít gió cũng ra bit luôn. Thì mình bật cái này lên. Bật cái này lên nè, nó ăn theo cái phít này. Còn cái này mình chọn chế độ nè. Chế độ zero thì đang để ở giữa nè. Zero. Còn để gạt đây là chế độ handle ha. Đó, gạt đây là X là handle ha. Con này gió tương tự ha. Con này zero X nè. Bây giờ mình đóng mở cửa ra nè ha. Nhấn giữa nè. Đóng mở cửa ra. Rồi, ok. Đó, cửa ra. Thì X đang vị trí zero rồi ha. Chưa sáng đèn ha. Đây ở vị trí này zero nè. Đây zero nè. Báo xin sợi. Đó, ok, sáng đèn ok nè ha. Tương tự ít. Rồi, sáng đèn zero. Thì nếu như mình gạt ở đây á, thì mình quay á, thì nó là chế độ handle. Đây đây. Đó, gạt đây. Đó, chạy rồi ha. Giót đây ha. Giót là đây. Giót đây thì mình chạy trục ở đây ha. Chuyển qua đây thì mình phải để chính giữa này nha. Để chính giữa này là nó kết hợp giữa giót và zero nha. Đây, còn mình gạt qua đây thì ở chế độ này. Chế độ này vẫn là handle ha, chế độ tay. Giót nó chạy lên nhanh ha. Nhưng mình bích thì mình gạt này xuống. Nó không thay đổi nữa. Đang thay phía giót này nha. Giót này đang thay cái phía này ha. Đó, đang thay phía này. Đó, nó chậm lại nè ha. Rồi mình gạt cái này xuống giữa. Là nhanh nè. Đó, nó đi theo ra bit này ha. Đó, này là giót nè. Đó, giót nè, giót đang thay nè. Ok. Còn này là single lock ha, PM01 ha. Single lock 101 sử dụng hai phía này. Đây là giặt lên là chạy này ha. Đó. Rồi mấy cách chạy thường trình hợp xét thì nó cũng như nhau như mấy cái dòng máy khác ha. Thì nó có quạt xếp nè, geometry nè. Rồi game thì nó cũng tạo chương trình như OT thôi. OT, chỉ qua chế độ edit đây. Đó. Thì sẽ đến đây. O1122 nè ha, insert. Đó là ra. Đó, rồi viết chương trình thôi. Rồi offset mình lấy thôi ha. Còn bên này nó có kịp trong kịp ngoài nằm ở đây. Đó, từ trong này gạt ở đây ha. Còn cái này lưu ý khi gạt tự động hoặc là chạy auto, chạy MDI thì mình đóng cửa mình gọi lệnh mới được nha. Đóng cửa thao tác thì nó có lệnh M11 và M12 là mình thao tác đóng cửa nha. Đó, thì máy này nó cơ bản là nó tiện đứng nên nó cần phải an toàn ha. Nên zero là thay dao, mình nhắc đến vùng an toàn thay dao ha. Thì đây là máy thế nè, ví dụ như mình muốn chạy được chính ha, M3 này, input này, S200 ha. Đây nó không bao lỗi bảo ha. Chưa. Mình đang sử dụng kẹp vào. Bung ra ha, bung ra lại chạy, bung ra lại chạy. Đây là kẹp nhã đây ha. Đóng cửa đây. Thay dao thì cũng gọi T100 hoặc T200 rồi thôi, offset thì cũng tương tự ha. M3 input nè, S200 nè. Đó, thì trục chính đây nó mới chạy nè ta. Ok, nó đang chạy 42 ha. Đó, đang giảm này lên 100 nè. Gạt này xuống thì chạy đúng một cấp tốc độ ha.
Đó, ok. Rồi mình tắt đi. Mở 5 input rồi. Rồi. À, đóng mở cửa này ha. Mở cửa ra. Rồi bây giờ chạy nhấn tay nè. Rồi nhấn lại giữ ha. Rồi chế độ tay nè ha. Nó chưa cho chạy. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại nó mới cho chạy được chính ha. Tắt. Chuyền luôn. Rồi, tắt. Nè.